Chào các bạn đến kênh xem khách 24 giờ. Easter 135 nâng cấp thay phong cách bất hủ làm người hâm mộ rụng tim. Cái chiếc Easter 104 số hay còn được gọi cái tên khác là Easter nhỏ luôn là cái dòng xe Easter được anh em chơi xe Việt Nam săn đón nhiều nhất, bởi vì có kiểu dáng thanh thoát nhưng không kém phần trẻ trung. Chính vì bị mê hoặc bởi cái đẹp đó mà người chủ hôm nay đã nâng cấp chiếc xe thay một phong cách dọn kiển cực chất. Với một cái chiếc đồng hồ cô su sản xuất dành cho cái dòng Easter cách đây là 2005 đến 2010, người chủ có thể dễ dàng quan sát nhiều thông tin hữu ích hơn khi so với đồng hồ zin. Hai bên đồng hồ là cặp cụm công tắc NBS có thể gắn một cách dễ dàng cho tất cả các dòng Easter 135. Nếu nhìn ở đây, có lẽ anh em nghĩ rằng cái con Easter này số chứng minh cụm năng Rainbow Bliss, nhưng thực ra đây chính là cái cụm Rainbow CB được tinh chỉnh sửa lại cái phần tay gãy giống như cái dòng Rainbow Bliss. Khi đặt cạnh với cái dòng Rainbow Asset hoặc là Asset Costa Costa, cái cụm năng Rainbow CB sẽ hạn chế là việc cắt gọt dàn áo vì nó có màn hình vô cùng nhỏ gọn. Trái đèn SinFast 2 tầng, một trong những món đồ chơi được nhiều anh em chơi Easter 105 rất ưa chuộng, và một thời gian gần đây em ấy bỗng nhiên hot vì có kiểu dáng cũng đẹp mắt, còn đem đến cái luồng ánh sáng cũng mạnh, được bán với mức giá khoảng 1,3 triệu. Một điểm nhấn ở dàn chân trước đó chính là theo Rainbow logo đỏ đi cùng để thắng của Rainbow Oversize, hãng sẽ đem đến cái khả năng kìm hãm độ rất tốt kết hợp cùng với cụm thắng Rainbow CB làm nền cho chúng, cho nên nó bật hơn chính là cái mâm Rifle 8 cây. Càng thắng sau được nhấn nhá nhẹ nhàng bằng cái càng thắng của Takawa đỏ rực, giúp dàn chân sau đỡ bị chống chảy và bớt đơn điệu. Và cái mảnh ghép cuối cùng để biến con Easter hôm nay hoàn hảo hơn chính là trang phục Hoodie, một dòng sản phẩm dành riêng cho cái Easter cho ở dụng, gắn thì không cần chế cháo một chi tiết nào hết. Anh em hãy cùng chúng tôi chiêm ngưỡng lại cái tác phẩm nghệ thuật về cái chiếc Easter 135. Jupiter 110 nâng cấp phong cách lạ ở Việt Nam. Cái chiếc Jupiter 110 thật sự không có gì lạ đối với người tiêu dùng Việt Nam. Tuy nhiên bản độ hôm nay làm các bạn phải nghĩ về một bản độ khác. Việc lên cái dòng con tay khiến em ấy trở nên chất hơn, chỉ có một vẻ ngoài cũng độc đáo, chưa một cái chiếc Jupiter nào độ. Phần đầu ở dụng chứng minh cái dòng là của Sachiya, cái đời là 2016. Cái dòng là hai thị của nhà Suzuki để đem đến cái sự lạ hơn cho con xe. Phong cách này thật sự hầu như chưa một cái chiếc Jupiter đồ nào độ hết đó. Có thể nói đây là một bản độ đầu tiên ở Việt Nam. Trang bị cho mình đồng hồ Casio Eyesight lắp được cho các dòng phần giữa nhám người chủ phải chế mũ lại, vì chi phí tốn khoảng là từ 200 đến 400k tùy nơi nhận làm. Trang bị thêm cái trợ lực cổ Habro cũng khá là bật, với tông màu đỏ vàng làm ổn định phần tay lái, chống sắt ở nước đường dây 3. Còn đây, cái dàn chân với cái hẹp Rainbow 2 bit một bên được bắt kèm cùng chiếc phát nối gián tiếp để cố định vào cái buộc xe. Đĩa kiểu đồ chơi ở trước được bắt thêm 4 chốc inox, và ở giữa có một cái cục 500 để cách để giúp mắt đọc cái máy chân giờ báo các thông số lên đồng hồ mà mình đã nói ở bên trên. Cái con xe lên luôn hoành đĩa sau nên người chủ đã CC một cái fan, một cái phát đặt cái bàn đặt Rainbow nằm ngang vừa đẹp mà không cần phải chế cháo cắt hàng quá nhiều chi tiết trên xe. Dàn chân ứng dụng con heo dầu Nissin tháo từ cái dụng SX làm cái bát xe ngược tự như cái dòng là con cơ lớn. Cái dàn chân, cái sự quen thuộc cấp nhôm DBS đèn kết hợp cùng chiếc phục Rise Boy, phiên bản dành cho cái dòng là Jupiter ứng dụng mà không cần chế cháo gì hết. Mâm của Daytona được sơn là cái tông màu xanh lá nhìn cũng cực kỳ nhìn mắt. Cảm ơn các bạn đã dõi clip này, để kiếm tiếp nhớ like, subscribe.